1. Trà xanh. Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa cao và chất catechin, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tăng khả năng đốt cháy chất béo, đặc biệt là vùng bụng. Hơn nữa, các chất trong trà xanh giúp giải phóng nhiều chất béo vào trong máu, tạo ra năng lượng. 2. Trà khoe hở. Đây là trà đen có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nó có mùi hương thơm dịu, thường uống sau bữa ăn. Trà khoe hở ngăn chặn sự tổng hợp axit béo, giúp ngăn ngừa tăng cân. Nó còn giúp giảm lượng đường trong máu, đưa hàm lượng chất béo về mức trung bình trong máu. 3. Trà đen. Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng khác với trà xanh. Nó giàu chất chống oxy hóa là lavonoid, hay còn gọi là polyphenol, có liên quan rất nhiều đến việc giảm cân. Hơn nữa, các polyphenol trong trà đen giúp tăng sự trao đổi chất, giảm lượng đường trong máu. Trong thực tế, uống ít nhất 3 tách trà mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II đến 42%. 4. Trà ô long. Trà ô long là loại trà truyền thống của Trung Quốc, nó thường có mùi hương trái cây, rất thơm, vị lại ngon. Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng trà ô long có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Hơn nữa, trà nó còn giàu catechin và caffeine. Hai chất này hoạt động cùng nhau giúp tăng sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo. 5. Trà trắng. Trà trắng được lựa chọn rất cẩn thận khi cây chè còn non, nó có hương vị khác biệt so với những loại trà khác. Những lợi ích của nó được nghiên cứu trong nhiều năm, có tác dụng cải thiện sức khỏe và tiêu diệt tế bào ung thư. Trà trắng và trà xanh có cùng số lượng catechin, góp phần làm giảm cân nhanh chóng và hiệu quả. 6. Trà rooibos. Trà rooibos là một loại trà thảo dược được làm từ lá và thân cây bụi Nam Phi là Asalathalinezi. Nó rất giàu chất chống oxy hóa như aponiatin và notophagin, giúp loại bỏ các chất độc hại làm tổn thương DNA, cân bằng lượng đường trong máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn các cơn đói, do đó hạn chế tăng cân. 7. Trà matcha. Trà matcha, còn được gọi là trà bột, được trồng bởi cùng một loại với trà xanh. Nhưng matcha giúp giảm cân và nó có hiệu quả hơn so với trà xanh. Trà matcha có lượng calo thấp, 1 gram chứa khoảng 3 calo, nó cũng ngăn ngừa tăng cân và tăng tốc giảm cân. 8. Trà chanh. Trà chanh ngoài việc giảm căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ, cải thiện tình trạng da và tóc, nó còn là một thức uống tuyệt vời cho những người muốn có hệ tiêu hóa tốt. Hơn nữa, nó có nhiều chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu, giải độc cơ thể và kiểm soát mức độ hormone bất thường khiến bạn đói thường xuyên hơn, gây ra cơn đói. 9. Trà quế. Trà quế có lượng calo tự nhiên thấp và có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, dẫn đến tiêu thụ ít calo hơn và ngăn ngừa tăng cân. Thường xuyên tiêu thụ quế giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đây là viên thuốc thần kỳ để giảm cân, đặc biệt là đối với chất béo ở vùng bụng. 10. Trà nghệ. Cơ cumin, chất chống oxy hóa trong củ nghệ giúp ngăn chặn viêm ở nhiều tế bào bao gồm tuyến tụy, chất béo và cơ bắp. Nó còn biết đến như là một thần dược đẹp da, giảm cân, tốt cho sức khỏe người phụ nữ sau sinh.